Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio sẽ làm một video để test một chiếc loa full từ leo để cho các bác tham khảo chất âm và dựng hai đôi loa cho hai bác khách. Và hôm nay các bác cùng tham khảo cái cấu hình của nó ngày hôm nay với các cấu hình linh kiện khác nhau. Hôm nay em dựng với cái cấu hình như này. Mẫu từ leo sản phẩm củ bát DM và củ bát Bell 30 neo bi được dựng trên hai cấu hình thùng khác nhau. Với cấu hình này thì là thùng mang thương hiệu B3Z212. Đợt này Tùng Nguyễn sẽ nhập mẫu thùng vát cân về phía sau. Đấy, không nhập thùng cành én nữa. B3Z212 các bác nhé. Lưới sắt và được e căng dán chống bụi. Đây là cấu hình em đang lắp một chiếc này lên và test nhạc cho các bác. Còn đây là bác nào mà thích, yêu thích mà cấu hình mà mang thương hiệu JBL thì các bác đến với cặp Leo Bi này. Thì các bác có thể là bộ ruột này chuyển sang bộ này đều được hết, chỉ có là khắc những cấu hình thùng thôi. Để cho bày ở nhà cho nó hợp lý thì em có nhập cái cấu hình thùng khác nhau về để cho các bác tham khảo. Đây em đã dựng với mẫu bát củ leo là BM côn 76, hàng chính hãng của công ty. Dầu điện được bọc dây từ ngoài vào trong, màng sơn dầu và gân hai gân. Đối với cái hai cái dòng leo này, hai loại bát này nó khác nhau về cái chất lượng một chút các bác nhé. Các bác nào thiên về giải trầm mà vẫn hát nhẹ và tiếng trầm tốt thì các bác có thể lấy con leo BM này. Còn các bác nào mà cứ thích về cái giải trung cao và giải lời tốt thì anh em lấy con bát Neo V này. Độ phóng của nó rất là xa và khỏe. Đấy. Anh em lưu ý nhé, khi nghe leo thì các bác có thể kết hợp cho em thêm một quả xúc điện xúc hơi thì nghe nhạc thì nó quậy và nhạc rất là hay. Đấy, còn nó bình thường nghe leo không thì mình cảm giác nó hơi nhiều lời. Đấy, còn đâu các bác nghe cái dòng Neo BM đây thì nó nhiều tiếng trầm này. Đối với hai dòng sản phẩm này thì tất cả đều giống nhau. Đều giống nhau các bác nhé, nhưng chỉ khác nhau về cái củ bát thôi. Chỉ khác nhau về cái củ bát. Đấy. Với cấu hình này là tép của nó là tép 450 và con phễu này thì là phễu hình vuông, phễu của nó phễu rất to. Phễu to này có thể chạy được cả tép 750, thùng B3Z212 này nắp được cả tép 750 nhưng full 30 này mình chơi gia đình mình chỉ chắc 450 thôi. Chỉ có các bác làm sự kiện mà chơi 750 thôi. Tép với có hai cấu hình tép thì đều giống nhau. Với cấu hình B3 như này. Đây. Các bác nhìn nhá, thùng B3 thì được hai lỗ ủng thông hơi ở đằng trước. Đấy. Và được mang thương hiệu B3. Còn 6012 JBL thì nó là thùng ống thông hơi phía sau. Mỗi con một kiểu thùng ống thông hơi khác nhau. Với cái cấu hình như này thì nắp con bát BM này thì sẽ rẻ hơn con bát Neo rất là nhiều. Thì các bác có thể là lựa chọn với cái tầm tiền. Ví dụ như cái đôi này của em đang cung cấp 6,5 triệu thôi nhá, 6,5 triệu thôi nào. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm thì có thể ủng hộ Tùng Nguyễn với các linh kiện tép Neo và bát Neo khác nhau. Hát gia đình mà hát bát Neo thì tiếng nó rất là nhẹ. Bên trong thùng bắn mút cơm trứng và sử dụng mạch phân tần có mã là BL-2, hai con chở nhôm màu tím, bốn con tụ màu sữa. Phân tần này cho ra tiếng rất là tốt này. Thùng bắt gen lục giác này, thùng bắt gen lục giác. Chỉ có cái lỗ leo này thì các bác chơi thì em phải bắt con ốc thường, chỉ riêng mỗi cái bát thôi. Còn phải bắt gen lục giác. Bát thì hầu như mình đã bị trục trặc về loa thì hầu như là chỉ trục trặc về tép mà thay côn thôi. Còn bát thì hầu như là bắn chết đứng im luôn, hầu như mình chả bao giờ tháo ra làm gì. Chỉ có các bác về có kiểm tra loa thì các bác có tháo ra thì tháo thôi. Đấy thì hôm nay kiểu Tùng Nguyễn là làm video là giới thiệu sản phẩm nhá. Và bây giờ thì test loa cho các bác nghe. Test loa cho các bác nghe nhá. Thành phẩm của nó đây. Khi hoàn thiện nó sẽ như này. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ mở một bài nhạc có lời, nhạc vàng. Một người ngày
còn các bác lấy giải ca cao thì các bạn lấy con bác Neo Mi, nên đấy là sản phẩm cao cấp của bên cửa hàng. Cho cái dòng mà loa mà khi mà dựng thành phẩm của bác Neo Mi của nó là 796 một đôi. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn là dựng một đôi B3 J212 này cho một bác thợ. Còn đôi loa 6012 đây là một đôi bác khách ở trong miền Nam đã lấy một đôi rồi. Và hôm nay tiếp tục là lấy một đôi nữa cho ở tại cơ quan của mình. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm linh kiện của bên cửa hàng và loa dựng thành phẩm có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn lên đơn và gửi hàng cho các bác qua đường bưu điện. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.